Park Hang-seo. Với ưu thế chủ nhà, Thái Lan không giấu giếm ý đồ kiểm soát thế trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng nhập cuộc đầy tự tin và tỏ ra không quá kém cạnh so với đối thủ. Tuy nhiên đến phút 24, mảnh lưới của thủ thành Đặng Văn Lâm đã phải rung lên sau tình huống sút xa đầy bất ngờ của hậu vệ Theerathon Bunmathan. 1-0 cho Thái Lan và tuyển Việt Nam buộc phải ghi ít nhất 2 bàn thắng nếu muốn nuôi tiếp hy vọng vô địch. Trong quãng thời gian sau đó, các trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tạo được cơ hội rõ rệt ở phút 28. Đáng tiếc, Tiến Linh lại không thể tận dụng thành công. Thậm chí, may mắn cũng đã phần nào ngoảnh mặt với đội khách ở phút 48 khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng bóng đã chạm tay Peradon trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài lại không cắt còi. Quang Hải thay Tuấn Anh, Tuấn Hải thay Văn Đức, Duy Mạnh thay Việt Anh, Thành Trung thay Văn Thành và Văn Toàn thay Hùng Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng cả 5 quyền thay người sau khi tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua.